Xin chào mọi người, hôm nay mình đang bay từ miền Nam của Florida bay về Houston, Texas. Mình sẽ review cho mọi người cái món một món rất là ngon. Món này là người Việt Nam mình rất là thích nhưng mà rất là ngại nấu ở nhà, đó là món bún mắm. Đây là các bạn thấy ở đây có cái hình cây đàn màu xanh xanh đó, đó là một trong những cái casino, khách sạn, nhà hàng nổi tiếng nhất ở vùng miền Nam của Florida. Quang cảnh nhìn ở trên rất là đẹp ha. Mình đang đi vào chuyến bay sáng sớm, khoảng bây giờ là khoảng 5 giờ rưỡi sáng, cho nên là trời còn mờ mờ, sắp sửa bình minh rồi. Nhìn từ trên cao rất là đẹp. Bây giờ là bình minh không? Bình minh rất là đẹp. Mình đang bay ở trên mây rồi. Ánh nắng mặt trời trên mây rất là đẹp ha. Rất là yên bình. Chút xíu nữa là mình đã tới Houston rồi. Đây, đây là cái nhà hàng bún mắm miền Tây nằm ở đường Bel Air của Houston. Căn nhà màu tím. Chủ quán rất là thích màu tím ha. Màu chủ đạo cái quán này là màu tím. Lúc mà mình ăn thì nó bị thiếu bông điên điển với lại rau đắng cho nên nó bị mất một phần mùi vị của bún mắm. Đây là phần bún mắm mà lẩu dành cho hai người ăn á. Cái phần này là khoảng 55 cho tới 60 đô. Gồm có heo quay, tôm, cá, mực và chả cá. Nhưng mà hai món mình thích nhất ở đây đó là cá và heo quay thôi. Cá rất là ngon. Cá này là cá ba sa của Việt Nam á. Đó. Bây giờ mình đang bỏ tất cả các món đồ xuống với cái lẩu á, để mình cho nó nóng lên để mình ăn. Rất là thơm. Món này ai cũng thích ăn hết. Người Việt Nam mình khá là thích ăn món bún mắm nhưng mà rất là ngại nấu tại vì nó rất là hôi nhà. Có một cái nhà hàng này chỉ bán duy nhất một món bún mắm và có một số những món khác nhưng mà cái món mà đặc trưng nhất và ai tới đây người ta cũng order đó chính là cái món bún mắm. Nhà hàng này lúc mình tới là khoảng 11 giờ. Cho nên là mới mở cửa thôi cho nên cũng chưa có nhiều khách nhưng mà lát hồi buổi trưa đó và nhất là vào cuối tuần á, thì rất là đông. Cái dĩa rau gì chị hôm nay là mình tới là chỉ có bắp chuối rồi giá rồi bông điên điển thơm và hẹ thôi, nó thiếu rất là nhiều món. Nên mình coi ở trên cái website của cái nhà hàng thì lúc đó mình thấy có cái bông điên, à không phải bông điên điển, đây là bông sư đũa. Cái màu trắng là bông sư đũa, màu vàng mới là bông điên điển. Một cái điều mình không thích á ở cái nhà hàng này là lúc mà mình tới mình hỏi là có bông điên điển hay không thì nhà hàng bảo là không có bông điên điển, nhưng mà lát hồi có một người khách khác tới ăn mình thấy trên cái dĩa rau của người ta lại có bông điên điển thì không biết tại tại sao, là nhà hàng chưa có rửa kịp hay là như thế nào thì cũng không biết. Nhưng mà có khách tới order thì có khách tới thì bảo là hết rồi thì mình không hiểu tại sao. Nhưng mà bún mắm vị ở đây thì ăn khá là ngon. Không quá ngọt. Cái vị thì cũng vừa phải, mình nghĩ là cũng rất dễ ăn đối với nhiều người. Đây nhìn ngồi bún mắm sôi bùng ụp rất là hấp dẫn ha. Rất là thích luôn. Lâu lâu mà rất là thèm bún mắm mà có một nhà hàng mà có cái món này á mình ăn thì rất là tiện, không phải nấu nấu ra rồi rất là hôi nhà. Ở bên Mỹ thì rất là khó khăn, mỗi lần nấu cái món gì hôi á nó cứ cái mùi nó cứ quanh quẩn trong nhà nên nó rất là bất tiện. Khi có nhà hàng như vậy thì rất là sướng. Ở bên Houston thì ăn cái gì cũng có hết, nhiều nhà hàng Việt Nam. Còn ở South Florida, miền Nam Florida thì rất là ít nhà hàng Việt Nam bán cái món bún mắm và hầu như là không có luôn. Khi mà mình đi tới Tampa đó thì chỉ có một cái nhà hàng tên là nhà hàng Bến Thành bán món phở thố đá giống như Việt Nam nhưng mà rất là ngon. Khi nào có dịp thì mình sẽ đi tới cái nhà hàng đó review cái món phở thố đá ngon không kém như bên Việt Nam luôn. Đây miếng cá rất là hấp dẫn ha, mình rất thích là ăn cá ở trong bún mắm á, nó rất là mềm thơm mùi mắm nữa. Chà chay ớt, cắn một miếng ớt là hương vị hòa quyện luôn. À rất là nóng, nóng lắm luôn á, ăn mà vừa thổi vừa vừa hít hà luôn. Đây là một cái điều rất là thích khi mỗi khi mình ăn mấy cái đồ nóng á mà lại có thêm ớt nữa. Có rau nhiều nhiều nó mới ngon. Sao đắng nữa. Ừ.
nó có đau đắng cũng không ha. Mà lấy ra liền chứ mày để lâu quá nó ngon.